Xin chào quý khách hàng thân yêu đã đến với kênh Địa ốc FT Home. Hôm nay Yến sẽ giới thiệu cho quý khách hàng một căn nhà mới xây hoàn toàn 100% gần với chợ Bình Chánh. Nhà một trệt một lầu được thiết kế theo phong cách hiện đại. Phòng khách đã được trang trí với nội thất hợp tông màu với căn nhà nên nhìn vào căn nhà rất sang và sáng luôn. Thiết kế lắp đặt tỉ mỉ cho từng chi tiết trong căn nhà nên trông rất là đẹp mắt. Tầng 1 sẽ có một nhà vệ sinh như thế này và nhà vệ sinh đã được lắp đặt đầy đủ các thiết bị vệ sinh cho gia đình và một không gian bếp có bàn ăn, kệ nấu và tận dụng không gian còn lại để tủ lạnh, máy giặt rất là hữu ích cho gia đình mình luôn. Và tiếp theo Yến sẽ review thêm tầng lầu trên cho quý khách hàng được tham khảo trước. Mời quý khách hàng theo chân Yến. Bậc cầu thang được lót gạch hoàn toàn nên rất thuận tiện cho việc lau chùi và quét dọn. Tầng 1 sẽ có 2 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh. Phòng ngủ rất là rộng. Trong phòng để được giường ngủ, nè, tủ đồ, cửa kéo nên rất tiết kiệm được diện tích cho căn phòng. Tivi treo tường, nơi để đồ kỷ niệm và có một cửa sổ giúp cho căn phòng khi ở sáng và thoải mái hơn rất là nhiều. Nhà vệ sinh cũng được gắn đầy đủ các thiết bị rồi nên mua thì quý khách hàng có thể là sử dụng ngay. Và đây là căn phòng cuối cùng và là phòng rộng nhất trong căn nhà. Phòng được trang trí với nội thất rất là đẹp và đặc biệt là phòng có cả view ban công tạo cho quý khách hàng khi ở có một cảm giác mát mẻ, thông thoáng vô cùng. Và mọi thông tin chi tiết trong căn nhà này, quý khách hàng có thể liên hệ Yến về số điện thoại 032 714 5289. Xin chào và hẹn quý khách hàng vào những video tiếp theo.